Chúng ta đang nhìn thấy đây là một vụ trộm xe cực kỳ là manh động. Có 3-4 người đi vô cái chỗ nhà trọ này, đi như chỗ không người cả nhà. Đây là nhà trọ nhưng mà không có ai, giờ này chắc ta ngủ ngơi hết này. Vô những tên thanh niên này đã lấy đi 2 chiếc xe. Ở ngoài là cảnh giác là 2 người, còn 2 người vô trong lấy. Đây là một khu nhà trọ nha cả nhà. Đó, bây giờ hai chạy đi 2 chiếc. Ở ngoài là có 2 thằng nó đậu ngoài. Và tiếp tục trộm này là cũng trong cái khu nhà trọ nữa nè cả nhà. Xe đậu quá trời đậu luôn. 2 thằng ở ngoài thì canh giữ, còn 2 thằng ở trong thì nó mạnh mặc sức mà lựa xe. Quá cho nhiều xe để lựa luôn. Giờ này là người ta ngủ nghê hết rồi, không có ai chứ. Dắt cái 1 chiếc rồi đó. Giờ tới chiếc thứ 2. Lựa xe mà cái này lựa xe để lấy chứ không có còn là như gấp rút mà lựa này lấy như 3 chiếc rồi, 2 chiếc 3 chiếc luôn. Đó, ở ngoài là đứng ở ngoài nhóc hết trơn kìa, dữ dằn chưa. Rồi giờ chạy 3 chiếc luôn. Đây là một quán cà phê đậu xe ở ngoài luôn, không có bảo vệ. 2 nam thanh niên này với một thằng đậu mép ngoài nữa, vô là rất là nhanh. Vô là bẻ phá là giọt. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Quán cà phê gì không ai giữ chứ. Ở ngoài đậu một xe, cảnh giác nữa ở đây rồi. Cực kỳ là nhanh luôn cả nhà, đó. Xong. Còn đây là một màn đánh lừa nữa nè. Là vậy, hình như là 3 cái thằng mới nãy luôn nè, 3 thằng mới lấy quán cà phê đây, mặc áo trắng đó. Vô không ghé rồi cái rồi thằng đứng hỏi đường ngoài nữa kìa. Trong đây lần này nó lấy bẻ phá. Dữ dằn không? 3 thằng mới thì nè. Rồi lên xe giọt đến lạc hướng nữa đó. Còn đây là cái màn 11 là mọi người chú ý cái này nè, đậu mua đồ mà cái chịu phá Facebook nè. Cái này là dữ dằn không? Thấy thanh niên bây giờ là đậu đứng mua đồ, bây giờ có 2 nam thanh niên kia ám sát chiếc xe đó. Rồi nam thanh niên cái anh mạo trắng anh đứng anh mua đồ kìa, đó. Thằng kia nó nhích chiếc xe mà kìa. Không để ý luôn thấy chưa? Để chịu phá kiểu này mà đứng vậy là thấy rồi chứ cả nhà, mới mốt là lưu ý nha. Mua đồ bất cứ gì là chịu phá rồi nhớ cẩn thận nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Nhớ cảnh giác cao độ.